mà ở đây là tất cả mọi người đều có trong mình những cái cảm xúc về gia đình á, thì riêng em một cái lần mà nhớ nhất đó là dành cho người bạn của em. Em không sao. Bạn em qua đời. Vì bệnh ung thư. Vì một cái sự hiểu lầm, hai đứa không nói chuyện được với nhau. Đến khi mà em gặp nó thì cũng chỉ là những cái ngày cuối đời của nó thôi. Em giận nhất ở bản thân mình đó là không có đặt niềm tin dành cho bạn. Em rất là hay nóng tính, em rất là hay bốc đồng. Cho dù là có bất cứ chuyện nhỏ gì đi nữa, em cũng có thể bỏ rơi nó bất cứ lúc nào. Nhưng nó là người không bao giờ bỏ rơi em. Và cho đến bây giờ là cái người mà em nhớ nhất. Nó cho em một cái nguồn động lực rất là lớn trong cuộc sống này. Và em rất hối hận vì cái tính cách của mình. Và từ đó trở đi em đã sửa rất là nhiều. Ngày hôm nay khi mà nhắc lại cái chuyện này, nó cũng là lần đầu tiên mà em muốn nói về người bạn của em một lời xin lỗi mà em không thể nào gặp nó để mà em nói nữa. Em nghĩ là bạn chị sẽ hiểu mà. Em nghĩ là người bạn thân á, quan trọng nhất á là người ta có thể hiểu được những cái chuyện chị không nói. Nhưng mà thật sự là cũng quyết định á. Thì chị nghĩ là đây chương trình này nó có giá trị chính là vì điều đấy. Cái mà cuối cùng nhá, mọi chủ đề, mọi cái câu chuyện mà chúng mình tán với nhau, buôn với nhau, chỉ cốt là để nó ra được một cái bài toán là mình sống thật với mình hơn. Nhân dịp mà chị Harry nói về mẹ chị thì em cũng muốn nói về mẹ em một chút xíu. Mẹ em thì khác ở mẹ chị một chỗ là rất là biết chân diện cho bản thân mình. Nhưng luôn luôn một đồng của ba em đem về á, mẹ em tạo ra một tài sản khác dành cho gia đình của mình. Và đến ngày hôm nay á, em mới thấy được cái câu mà rõ ràng nhất cho gia đình em, đó là đồng vợ đồng chồng, tát cái gì cũng cạn hết. Tại vì ba em thật ra là làm công chức nhà nước, làm công an, thì là chỉ có nhiêu đó tiền thôi đưa cho về, thì mẹ em là người cầm những cái số tiền đó mở quán. Hồi xưa nhà nghèo lắm, khi mà đẻ em ra trong nhà nước bốc thăm được một miếng đất là cái nhà em bây giờ. Ngay tại một cái gọi là mặt tiền luôn, làm gì có tiền. Hai vợ chồng mẹ em á, cái lúc mà mới bắt đầu lên Sài Gòn là chỉ bán cốc ổi mới ghim ở chợ Bến Thành thôi. Ba thì đi làm ở trong nhà nước, tiền đâu ra. Nhưng mà mẹ vẫn cương quyết là giữ lại cái mảnh đất đó. Tiền như thế nào đó chắc góp đi mua miếng cát về, cái bắt đầu sau đó mua miếng đất mới xây lên được căn nhà. Và nghĩ tới ngày hôm nay là nếu mà ba không đưa tiền cho mẹ thì chắc cả gia đình không biết là đang còn ở thuê hay là ở đâu đó thôi. Nếu như là có con nó khó khăn cái chuyện này thì mình kiếm cái cách khác cũng được. Thật ra là cái chuyện này của chị Harry á, là Ngọc cũng được biết là tại vì bản thân Ngọc cũng bị. Nhưng mà Ngọc may mắn hơn chị Harry á, là Ngọc bước vào giai đoạn đầu. Thật sự là cái bệnh này á, là nó cũng do cái sự ỷ y từ chính cái bản thân của mình. Chưa bao giờ em đi khám phụ khoa cho dù một lần nào hết. Rồi tiêm chích phòng ngừa cũng vậy nữa. Cứ nghĩ những cái việc đó nó hy hữu lắm, khó để xảy ra. Nhưng mà chủ quan. Dạ, khi mà mình biết được thông tin mình bị hoang mang, bác sĩ nói với em là nếu mà chỉ chậm có một ngày nữa thôi, em sẽ phải cắt bỏ cái buồng trứng của mình. Nên thành ra là khi mà nghe chuyện của chị á, em hiểu được. Chị thì từ 20 tuổi mới lớn lên thôi, không ai nhắc nhở gì hết, là mỗi năm là đi phụ khoa một lần đầy đủ hết tất cả mọi thứ để em không có bị gì hết. Nhưng mà tự nhiên sau này thì tức là bác sĩ cũng nói là em bị xui thôi, cũng không có, không thể nào mà giải thích được. Thì cái này thì em cũng không có nói cho mẹ em, mà mới đây em nói cho mẹ em biết. Và mẹ em cũng ở trong đây clip này cũng hay nhắc với em là con ơi, có chuyện khó khăn hay gì đó thì hãy nói cho mẹ biết, chứ đừng có nuốt một mình nữa. Thì cái câu đó thì em thấy nó hơi đau. Nhưng mà sau khi chia sẻ với mẹ thì em công nhận là nhẹ đi, nhẹ lòng hơn. Rồi bản thân chồng em cũng vậy luôn, là ủng hộ tinh thần em. Và tất cả gia đình em ai cũng ủng hộ tinh thần em hết luôn. Thì em cảm thấy rất là vui. Nói chung là nó nhiều cái việc em cũng đang bị áp lực lắm.
mới đây em cũng tự nhiên em bị ngất xỉu luôn. Là chắc là do là bị áp lực nhiều quá nó bị ngất xỉu. Đóng phim này là 20 nhưng mà 2 năm sau phim mới chiếu. Ngọc bắt đầu nhận được vô vàn cái áp lực, scandal kéo tới luôn. Rất là nhiều thứ kêu em làm gái nè, rồi ba em mua giải nè. Trời rồi nói đủ thứ trên đời hết mà. Nhiều lúc mình không biết đó câu chuyện từ đâu xảy ra đến trong cái cuộc đời của mình. Rồi em tự hành hạ bản thân mình. Em không ăn, không uống, em bỏ hết tất cả mọi thứ luôn. Ngồi ở trong góc phòng một xó. Sau đó thì em bỏ nghề luôn, là 2 năm em không theo nghề. Mỗi lần mà nhắc tới những cái thời gian mà em trải qua trong quá khứ, em cảm thấy là nó cực kỳ ngu dại. Mà nguyên nhân từ đâu? Từ chính những cái áp lực của mọi người xung quanh gây nên cho mình. Bởi vì mình còn quá nhỏ, mình không đủ tự tin và bản lĩnh để bước trên cái con đường này. Sau đó khi mà em bắt đầu được quay trở lại nghề, đó là một cái cơ hội rất là may mắn, là từ một người Hàn Quốc. Họ lôi em trở lại với nghề và nói với em rằng đó, ông ấy tới bây giờ là 50 tuổi vẫn luôn chịu rất nhiều thứ. Thì em thấy là sao em ngu quá, lúc đó em chỉ mới có 24 tuổi thôi, mà tại sao mình phải bỏ tất cả trong khi mọi thứ của mình còn quá đẹp đẽ. Em quay trở lại, em bắt đầu từ con số 0. Nhưng mà em cảm thấy mọi thứ của em nó tuyệt vời vô cùng luôn. Đến ngày hôm nay, mình thay đổi hẳn cả bản thân mình. Mình vui vẻ hơn, nhiệt huyết hơn. Và em thấy cái ngu nhất trong cuộc đời em đó là sợ. Và từ khi bắt đầu em thay đổi, chữ sợ đó nó biến mất khỏi cuộc đời em. Và có được một Đinh Dương Lan Ngọc như ngày hôm nay. Ngọc có một cái niềm tự hào rất là lớn đối với bản thân và gia đình của mình luôn. Đó chính là khi mà ở bên cạnh bà ngoại đó, dành hết mọi sự yêu thương. Từ lúc nhỏ là em đã quấn quýt với bà ngoại, với lại ông bà nội luôn, ông bà ngoại luôn. Nhưng mà đến sau này thì khi mà chỉ còn lại mỗi bà ngoại không á, thì bà em cũng bị té, giống như là bà của Giang. Và mỗi lần á, mình dắt đi vệ sinh là chính em làm luôn. Đó, tự nhiên mình thấy là mình cũng đã cùng với bà đi qua một cái chặng đường khó khăn nhất. Đến khi mà bà em nhắm mắt á, không có một cái gì mà gọi là hả tiếc nuối hết. Bà cười, cảm thấy là hạnh phúc. Bởi vì ít nhất là mình đã làm được hết cái sự yêu thương đó, và để cho bà mình không có bị tiếc nuối một cái gì hết. Và thấy tự hào về con cháu rất là nhiều. Người nói em nhớ bà nội em rất là nhiều. Tại vì bà nội em là bị ngã cầu thang. Mà sau khi ngã xong á, là cho tới ngày bà nội em mất, là em nhớ là hình như là đã nằm liệt ở trên giường là phải khoảng hơn chục năm, không có đi lại, thậm chí là không thể đi vệ sinh được. Và tất cả là cái giường là khoét một cái lỗ ở trên giường. Và sau bao nhiêu cái ngày tháng đó thì thực sự là mình nhìn cái ánh mắt của bà là khát khao, là chỉ cần là đi ra khỏi cái căn phòng đấy thôi, chứ chưa cần kể tới là nước ngoài, nước trong hay đâu cả. Chị Khanh nói là người ta cứ hay tủi thân này, rồi người ta hay trách hờn, rồi thậm chí người ta bực tức, thậm chí là người ta có hơi khó tính. Thì em nghĩ là bởi vì đơn giản là Ngân nói đúng, người ta bị cái cảm giác tiếc nuối. Họ hy sinh quá nhiều cho gia đình, họ đâu có được là đi đây đi đó, hay là họ được sống với con người thực sự, hay là được thực sự hạnh phúc với những cái khát khao, ước mơ của họ đâu. Thì cảm giác tiếc nuối đấy lại cộng thêm với cảm giác bất lực. Mình cũng nên bình tĩnh và kiềm chế một chút với cả ông bà cha mẹ của mình. Với người lớn tuổi thì mình cần phải có những sự bao dung và kiên nhẫn nhiều hơn. Em nghĩ là mình rút kinh nghiệm, nếu như sau này em già nhá, em đang kinh nghiệm của em thôi. Thật sự em cũng chẳng bắt con cái hay là đặt cái hy vọng lên nó là phải chăm sóc em. Em nói thiệt, thực sự con cái em không muốn thì em cũng buồn vậy thôi. Chứ còn em cũng chẳng phải là em sẽ ép hay là em sẽ cào cấu hay là thất vọng gì không. Em sẽ là một bà già có thể tự đi chơi vui được, vẫn có nhóm bạn hội chị em. Nhưng mà em, cái điều này mà em hối hận nhất đó là trước khi mà bà em mất khoảng vài năm, thì cái lúc đó là cái chân lúc đó bắt đầu là nó ăn lên phía trên, cuối cùng là phải cả gia họ hàng phải quyết định là phải cưa cái chân đó. Nhưng mà thực sự hồi nhỏ mà mình thấy cái gì mà cưa và cái cắt khi mà cái cây nó không lành lặn ấy, thì từ lúc đó là em không có dám lên nữa. Ngày xưa là cưa một tuần là lên 2-3 lần, thì rồi một năm thì chỉ dám lên 1-2 lần thôi. Thì đến một ngày em đang đi học,
thì em nhận được cái tiếng làm bà ấy mất. Thế em bảo là ôi chết rồi. Tại sao vậy? Sao bà lại khổ như vậy? Mà tại sao họ hàng mình mọi người đều lên mà mình không dám lên? Thì đó là một trong những cái điều mà em hối hận nhất đến tận bây giờ. Năm em khoảng 11, 12 tuổi. Wow. Đây là bức hình mà hồi xưa em đưa chị hai của em ra phi trường. Thì lúc mà đưa ra thì vui lắm, nhưng mà trong đầu lúc nào cũng muốn thôi chị ơi ở lại với em đi. Tại vì nhà lúc đó có hai chị em thôi, cũng lâu lắm rồi chị hai em không có quay về. Ủa là đã bao nhiêu lâu rồi hai chị em không được gặp? Chắc cũng khoảng hơn 10 năm rồi. Ồ. Hồi xưa là nghĩ là vì qua bên đó để chị có cuộc sống công việc ổn định hơn. Nhưng mà thật ra lúc một lần chị hai em gọi về cho em á, thì chị nói là ở bên đó chị buồn lắm, cái cảm giác mà không có ba mẹ của mình. Em nghe xong em buồn lắm. Tại em cũng không có muốn, em đâu có muốn chị em đi đâu. Tại vì ai cũng nghĩ là điều đó tốt cho chị. Mình cứ hay nghĩ là cứ để cho người gia đình của mình qua bên đó kiếm tiền về gửi cho mình, rồi cuộc sống của gia đình sẽ tốt hơn. Nhưng mà thật ra không phải đâu. Cái người đi mới là người chịu thiệt thòi nhất. Đúng rồi. Qua bển họ phải mở hết cuộc một trang mới, bắt đầu lại từ đầu. Có khi là hy sinh cả gia đình, cái tuổi trẻ nữa. Tuổi trẻ mà chưa biết qua bên đó họ có bị bạo hành, bị ảnh hưởng tâm lý, bị ăn hiếp hay là bị đối xử bất công hay không nữa. Em nhìn camera xong em có thể gửi lời, vài lời cho chị gái của em không? Chị hai có nghe được những lời em nói hay không? Nhưng mà thật ra em rất hối hận khi mà không giữ chị lại. Em mong là chị em mình sẽ sớm có cơ hội gặp lại nhau sớm hơn. Ngày xưa chị hứa với em là chị sẽ là người bảo vệ gia đình, nhưng mà bây giờ là hứa đó của chị, em có thể làm được rồi. Nên em chỉ muốn chị quay về với em thôi. Giờ có mấy chị em ở đây rồi. Đúng không rồi. Sao hết. Cũng là chị em này. Thay mặt cho chị hai của em. Nhưng mà chị chắc chắn rằng là chị hai của em mà xem TV mà thấy cái khoảnh khắc mà em lựa chọn á, cũng sẽ hiểu rằng là em rất là nhớ chị hai. Chẳng qua là bây giờ mình chưa có điều kiện thôi. Chị tin chắc chắn là mọi người sẽ đoàn tụ sớm. Em hy vọng là cho dù ai chọn cuộc sống như thế nào á, thì cũng phải hạnh phúc với cuộc sống đó của mình và hạnh phúc với cái lựa chọn đó. Đúng rồi.